Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin chi tiết. Bằng nguồn xã hội hóa, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động đã xây dựng hai khu thể thao ở các thôn Duyên Yên và Ngọc Đồng làm nơi tập thể thao rèn luyện sức khỏe cho người dân. Hai khu thể thao này vốn là khu vực trống trải, được xã quy hoạch và san lấp mặt bằng làm nơi tập thể thao. Diện tích các khu thể thao khoảng trên 1.000 m², tổng số tiền làm khu thể thao khoảng 700 triệu đồng. Đây là nguồn vốn do đóng góp của người dân và con em quê hương trên mọi miền Tổ quốc. Khu vực thể thao ở hai thôn trở thành nơi để người dân chơi bóng đá, bóng chuyền hơi vào buổi chiều hàng ngày, từ đó góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của địa phương. Nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện thể thao của người dân, vừa qua thôn Hòa Bình, xã Ông Đình, huyện Quái Châu đã nâng cấp sân nhà văn hóa thôn thành cụm sân tập thể thao khang trang, kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Cụm sân tập mới gồm sân cầu lông và sân bóng chuyền hơi, có hệ thống đèn chiếu sáng để thuận tiện tập thể thao vào buổi tối. Hàng ngày người dân ở các lứa tuổi khác nhau tập trung về đây chơi các môn thể thao, tạo nên không khí tập luyện thể thao cộng đồng sôi động, vui tươi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong thôn xóm. Thời gian gần đây, môn bóng chuyền hơi được người dân thành phố Hưng Yên rất yêu thích và trở thành phong trào ngày càng được nhân rộng. Với đặc điểm là môn thể thao nhẹ nhàng, dễ chơi nên có thể phù hợp với mọi lứa tuổi. Đến nay, toàn thành phố đã thành lập được khoảng trên 20 câu lạc bộ tại các xã, phường và thường xuyên tổ chức tập luyện, giao lưu, rèn luyện sức khỏe. Trong đó thu hút nhiều hội viên và hoạt động sôi nổi nhất phải kể đến câu lạc bộ Bãi Sậy, câu lạc bộ Khu phố Chợ Gạo, câu lạc bộ bóng chuyền hơi xã Phương Chiểu, câu lạc bộ phường Hiến Nam. Bóng chuyền hơi cũng là một trong những môn thể thao được nhiều người yêu thích tại xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ. Cứ đều đặn hàng ngày, từ 17 giờ đến 19 giờ, có trên 15 người đến khu đất trống tại xã để tham gia tập luyện. Đây là môn thể thao dễ chơi, không yêu cầu cao về kỹ thuật và tốc độ. Ngoài ra, dụng cụ tập luyện cũng không tốn kém nên đã thu hút được nhiều người tham gia tập luyện, vừa giúp nâng cao sức khỏe mà còn là nơi giao lưu, kết nối mọi người với nhau. Xuất phát từ nhu cầu rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho người cao tuổi, năm 2001, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào được thành lập. Hiện câu lạc bộ có gần 100 thành viên sinh hoạt tại nhà văn hóa, đình các khu phố trên địa bàn. Câu lạc bộ đã góp phần giúp người già hạn chế mắc các bệnh về tim mạch, loãng xương cũng như nâng cao sức khỏe để con cháu yên tâm công tác, lao động sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện Văn Lâm đã có sự phát triển nhờ các cá nhân doanh nghiệp tham gia tài trợ xây dựng cơ sở vật chất. Việc tăng cường xã hội hóa là hướng đi, cách làm phù hợp, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển. Đây là một tiết học thể dục của trường Trung học cơ sở Minh Hải, huyện Văn Lâm. Các em học sinh được tham gia rất nhiều môn thể thao khác nhau với đầy đủ các trang thiết bị luyện tập như bóng rổ, bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông, bóng bàn. Có được cơ sở vật chất như thế này, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của nhà trường là sự đóng góp rất lớn từ nguồn xã hội hóa. Phụ huynh của trường Trung học cơ sở Minh Hải cũng đã đầu tư hơn 60 triệu đồng cho hệ thống sân tập bóng đá cho học sinh, hệ thống bóng bàn. Cụ thể là đầu tư mua 2 bộ bóng bàn cho học sinh tập luyện, làm sân và các trang thiết bị cho sân bóng chuyền và cầu lông. Chính vì được cái sự quan tâm mà trường Trung học cơ sở Minh Hải tham gia hội khỏe phù đồng do huyện Văn Lâm tổ chức đã đạt được 6 giải, trong đó có 3 giải nhì và 3 giải ba. Tôi cảm thấy rất vui vì nhà trường đã tạo cơ hội cho chúng cháu không chỉ phát triển về mặt học tập mà còn phát triển về lĩnh vực thể dục thể thao. Sau những giờ học căng thẳng thì bọn cháu có thể tìm tới thể thao để giải tỏa nỗi căng thẳng của mình, để giúp bản thân cảm thấy thoải mái, tự tin hơn trong học tập. Còn đây là nhà tập luyện quen thuộc của các thành viên trong câu lạc bộ cầu lông Thanh Tùng ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Xuất phát từ niềm đam mê bộ môn cầu lông, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thanh Tùng cũng là hội viên trong câu lạc bộ đã đầu tư xây dựng phòng tập dành riêng cho bộ môn này, với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại. Có một cái điểm tập luyện như này thì giúp cho những anh em của chúng tôi cái nhất là rèn luyện sức khỏe, với cả cái thứ hai là cũng xả stress được nhiều ở câu lạc bộ này. Huyện Văn Lâm hiện có 7 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 8 bể bơi, 20 nhà tập luyện cầu lông, trong đó nhiều công trình được xây dựng từ nguồn xã hội hóa. Ngoài ra, hàng năm các giải thi đấu thể dục thể thao do huyện tổ chức đều nhận được sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, giải thưởng từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của các vận động viên và mọi tầng lớp nhân dân. Các công trình xã hội hóa thể dục thể thao của huyện thì trong năm 2010 ước của theo số liệu trung tâm thì khoảng trên 3 tỷ đồng. Việc đầu tư xã hội hóa các công trình thể dục thể thao Thứ nhất là giảm bớt ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng các công trình. Thứ hai là thúc đẩy cái phong trào thể dục thể thao quần chúng. Cái việc khai thác sử dụng các công trình nó sẽ rất hiệu quả. Tới đây bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 100% dây chuyền công nghệ đồng bộ từ châu Âu, ống nhựa Stroman, chuyên gia ống trong tường.